Chương trình này được bảo trợ bởi dược mỹ phẩm D1 by Tâm Đoan, iGel Beauty chuyên về các sản phẩm cho ngành nails. Tuấn Vũ, Băng Tâm, Tuấn Phước, Hương Linh xin kính chào quý vị. Băng Tâm xin thay mặt Trung tâm Thúy Nga cảm tạ các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình Music Box. Và chương trình ngày hôm nay thì Tuấn Vũ được hân hạnh là do Trung tâm Thúy Nga giao cho Tuấn Vũ biên tập những cái bài hát nổi tiếng nhất của ông là nhạc sĩ Lam Phương. Bài hát đầu tiên xin mời quý vị nghe nhạc phẩm Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi. Xin mời quý vị thưởng thức. Là hết anh đi đường anh, tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi. Còn mong gì hình bóng xa xôi, nhắc làm gì chuyện năm xưa, cho tim thêm ngẩn ngơ. Thôi là hết em đi đường em, từ nay sầu dâm nát tim cô. Dạo trời đành bất duyên em, lỡ làng cùng người em thương, lỡ làng cùng người em yêu. Từ đây anh xin người yêu, đừng oán trách hay giận hờn gì anh. Nếu trước chúng ta đừng biết, thì thương nhớ không về chồng. Nhiều đêm chăn gối bên người không quen biết, sao tim anh có thấy nghe cô đơn. Tại em không nói hay tại anh không biết, mà tình ta tan vỡ theo thời gian. Vui là hết chia ly từ đây, người phương trời kẻ sóng mơ vơ. Chiếm tâm tư nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Là hết anh đi đường anh, tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi. Còn mong gì hình bóng xa xôi, nhắc làm gì chuyện năm xưa, cho tim thêm ngẩn ngơ. Thôi là hết em đi đường em, từ nay sầu dẫm nát tim. Trời đành bác xin em, lỡ làng cùng người em thương, lỡ làng cùng người em yêu. Từ đây anh xin người yêu, đừng oán trách hay giận hờn gì anh. Nếu trước chúng ta đừng quên, thì thương nhớ không về trong đêm. Đêm chăn gối bên người không quen biết, sao tim em có thấy nghe cô đơn. Tại anh không nói hay tại em không biết, mà tình ta tan vỡ theo thời gian. Thôi là hết chia ly từ đây, người phương trời kẻ sống bơ vơ.
mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Nhiều đêm buồn về chiếm tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Nhiều đêm buồn về chiếm tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Và vừa rồi quý vị đã nghe nhạc phẩm là Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi. Và sau đây cũng như là chương trình của nhạc chú Lâm Phương thì Thủy Trung Tâm Tiếng Nga có giao cho Tuấn Vũ biên tập. Dạ, thì theo như Tuấn Vũ nghĩ rằng là cái chương trình của chú Lâm Phương rất là nhiều màu sắc, rất là đa dạng. Ờ, còn Tuấn Phước em ở tỉnh nào? Dạ, em đến từ thành phố Lafayette của Louisiana. Ờ, dạ. Còn Yến Linh? Dạ, ngày xưa em mới qua bên Mỹ thì em ở California, nhưng sau đó em mua về Florida. Và em vừa trở lại California định cư để theo sự nghiệp âm nhạc của em. Dạ, anh là rất vui được gặp hai em. Cũng như là anh cũng đã hát trước, hát lâu rồi. Thì cũng như là Băng Tâm thì anh quen từ bên trung tâm Asia qua bên đây cũng làm việc chung. Thì bây giờ là hai đứa em là anh với Băng Tâm là lần đầu tiên kết hợp tụi hai đứa em. Thành thử là chúc hai đứa em lúc nào cũng vui vẻ và hát hay cho anh nghe nha. Okay. Dạ. Xin cảm ơn anh. Dạ. Và sau đây mời quý vị nghe một nhạc phẩm là xin phép quý vị cho tôi vừa hỏi Băng Tâm em đã hát cái bài Khóc Thầm cho em hả? Dạ thưa chưa anh, nhưng mà em cũng rất là may mắn được hát dòng nhạc của nhạc sĩ Lâm Phương, rất là nhiều bài nổi tiếng của ông, chẳng hạn như bài Thành Phố Buồn, Phút Cuối. Và hôm nay thì em được hát một bài hát mà em nghĩ rằng em rất rất là thích, bởi vì đây là một câu chuyện có thật anh. Có thật như thế nào thì chắc mời quý vị sẽ nghe Tâm hát. Dạ. Và thì cái bài vừa rồi Tâm Sự của Băng Tâm, thì còn một bài nữa thì là Tuấn Vũ sẽ hát chung với là Băng Tâm, đó là bài Đêm Dài Tiếng Tuyến. Thì đó là bài hát mà Tuấn Vũ nhớ là cái kỷ niệm hồi Tuấn Vũ qua bên Paris á, thì gặp chú, thì chú mới nói rằng Vũ anh nghĩ là em sẽ hát bài này hợp với em là Đêm Dài Tiếng Tuyến. Và sau đây mời quý vị nghe là hai bài liên khúc, một bài là Khóc Thầm và một bài là Đêm Dài Tiếng Tuyến. Xin mời quý vị thưởng thức. Xin mời. Dạ. Bây giờ lệ nhau
anh yêu, nhớ anh nhớ từng làn hơi thở. Giờ đây mới biết xa anh sẽ làm chết cả đời. Một đêm dài nhớ em, một đêm dài trắng đêm. Nhìn sao rừng nhớ em, nhìn núi đồi thấy em, người anh yêu trọn đời. Từ khi mình biết nhau, đời ta đẹp biết bao. Giờ vui đời chiến binh, bạn anh là gió sương, quê anh là muôn phương. Nếu hôm xưa không đến tìm em với muôn lời nồng say, thì giờ trong bóng đêm tình đâu vẫn vương, và biết tìm ai nhớ thương. Đêm nay gối xuống viết lên dòng thư gửi em, viết cho em, trao cả về em, viết trong và niềm say. Vì đời trai gió sương, ngoài yêu núi sông thì tim này dâng ca em. Anh xin một điều là mình đừng dối lừa nhau, đừng gây niềm khổ đau. Vì tư hồng vẫn trao, ngày duyên mình sẵn đôi, ngày nước Việt thịt chia phôi, ta không còn đơn côi. Ngày duyên mình sẵn đôi, ngày nước Việt thịt chia phôi, ta không còn. Và vừa rồi là quý vị đã nghe hai nhạc phẩm cũng như Đêm dài tiếng tuyến và Khóc thầm. Thì bài hát này Tuấn Vũ xin phép quý vị là nhớ lại kỷ niệm của như Tuấn Vũ đã gặp chú tại Paris. Thành thử là qua bên đó là Tuấn Vũ thâu cho Trung tâm Thúy Nga thì vừa gặp. Thì hai anh em có nhiều kỷ niệm nói chuyện, nhưng mà thời gian là chú về bên Mỹ thì Tuấn Vũ cũng có gặp vài lần. Nhưng đến khi mà chú mất thì Tuấn Vũ không có ở nhà. Thì thôi bây giờ sẵn dịp ở đây thì Tuấn Vũ xin chia buồn, cũng như là gửi đến gia đình của chú lúc nào cũng vui vẻ và bình an và may mắn. Dạ xin cảm ơn. Dạ xin cảm ơn. Dạ dạ. Còn mấy đứa em sao em, tụi em tâm sự đi chứ. Ok, về tới em ha. Ừ, tới okay. Em đi. Dạ, Tuấn Phước xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Music Box của Trung tâm Thúy Nga. Thì em thì em xuất thân từ chương trình V-Store của Thúy Nga mùa thứ 5. Thì em rất là may mắn được lọt vào top 6 của chương trình mùa đó. Và em cũng được trung tâm mời để mà thu hình cho chương trình một số chương trình live concert. Yeah, đúng yeah. Yeah. Nói về dòng nhạc Lâm Phương thì em cũng rất là may mắn và hân hạnh được trình bày một nhạc phẩm rất là hay của nhạc sĩ Lâm Phương, bài hát Duyên Kiếp trong cái phần chung kết của cuộc thi V-Store và được rất nhiều khán thính giả yêu mến. Em thấy là nhạc của dòng nhạc của Lâm Phương thì rất là đa dạng và màu sắc, như là anh nói, nhiều màu sắc. Dạ, như đúng, là anh nói. Đúng rồi. Dạ, thì dạ. Ngày hôm nay thì em cũng được trung tâm cũng như là anh giao cho em một cái bài hát mà em cũng rất là thích của nhạc sĩ Lâm Phương và một hát rất là nổi tiếng. Đó là bài hát Buồn Chi Em Ơi. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ. Là cảm ơn quý vị, là tại vì là cái cậu này với lại Tuấn Vũ thì có gặp nhau trong cái cuốn Xuân Hy Vọng. Là nữ vị và dạ, đúng rồi. Có hai bài hát mà nhạc và lời của cố nhạc sĩ Song Ngọc. Dạ. Đó là hai bài hát. Thì bây giờ chuyển qua cái nhạc của tình khúc của Lâm Phương thì Tuấn Vũ nghĩ là Buồn Chi Em Ơi, xin mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của Tuấn Phước. Dạ xin mời quý vị nghe. Dạ. Xin mời. Dạ. Thank you.
con sông cần trái hùng. Buồn mà chi em, mai anh về trong nắng em. Đừng vì chia ly làm nan chi nam nhi. Vui lên đi cùng ước thề, rồi ngày mai anh sẽ về. Em ơi anh đi vì nước non mình đợi chờ, muôn quân đang rêu lửa khói tung ngập màu cờ. Thân trai ra đi nở nước đôi vai gánh nặng, cách xa vì ngày vui sẽ không xa. Hôm nay anh đi vì muốn duyên mình đẹp mau, bao năm chia ly là mấy trăm vạn ngày sau. Vui lên đi em dịu tiếng sao không ương cạn, để anh bước đi cho phi chí mong làm chàng. Thời gian qua nước non vui niềm thái hòa, trời Việt Âu ca xuân qua thêm mớn cánh hoa. Vạn niềm thương yêu còn chờ phù ra đi nợ nước đôi vai gánh nặng. Buồn chi cách xa vì ngày vui sẽ không xa. Hôm nay anh đi vì muốn duyên mình đẹp mau, bao năm chia ly là mấy trăm vạn ngày sau. Vui lên đi em dịu tiếng sao không uống cạn, để anh bước đi cho phi chí mong làm trai. Một thời gian qua nước non vui niềm thái hòa, trời Việt ô cha xuân qua thêm mớn cánh. Dâng ngàn tiếng cười tặng người anh yêu suốt đời. Anh xin dâng ngàn tiếng cười tặng người anh yêu.
Tâm Đoan mở khóa bí quyết của làn da trắng sáng. Nó sẽ tự biết thay đổi cái vấn đề nào đó của riêng cho quý vị, cho nên là nó sẽ chấp tất cả các loại da. Như đã thấy trên đài CBS của Mỹ, sản phẩm D1 bởi Tâm Đoan đã đạt được niềm tin và khẳng định vị trí của mình với một thương hiệu độc quyền hơn 5 năm vừa qua, từ thị trường Việt Nam cho đến thị trường Mỹ. Dạ, căng ra luôn, chính xác luôn, những gì tâm non non và khách review lại nói đó là sự thật. Em nào nám nên mua xài đi. Mình nó sáng ra với lại nó mịn ra, nó căng ra. Thì da rất là mịn, mỏng mà rất là căng, đẹp, còn nám thì hầu như là mình không còn thấy nữa. Mua cái Tâm Đoan thì có thử, thì có uống được một lọ, có đi khám lại bác sĩ về cái đường tiểu á, cái chỗ chảy máu thì nó hết. Thì bác sĩ bảo là cái tế bào nó giảm đi, cái tế bào ung thư ở trong người. À, không phải đi mổ nữa. Bác sĩ rất là ngạc nhiên, tại vì cái lượng máu của ba chị Bạch Quý Cầu đứng hẳn cái số bình thường. Đêm là nó nhức, ban ngày nó cũng nhức, nên chỉ uống là bây giờ không đau nữa. Cái bú nó nhỏ rồi, ra khỏi mỏng. D1 will make the difference. 888-376-6768. Chúng tôi gửi hàng khắp nơi trên thế giới. Tâm Đoan trân trọng kính mời. Thank you Su. Cái bài đó hay em ơi, có âm hưởng rất là hay không? Buồn chi em ơi. Yeah. Còn nếu mà buồn chi anh ơi là sao em? Cái là phải hát lại. Yeah, yeah, good. Yeah. Cái giọng hát là Tú Vũ rất là mến, nhưng mà tại vì là Tú Vũ là xin phép quý vị là Tú Vũ đi hát rất là nhiều năm rồi, cũng gặp tất cả những người ca sĩ sau thế hệ của mình. Yeah. Nhưng mà mỗi người có cái sắc thái điên. Yeah. Còn riêng em này hình như nó có cái ảnh hưởng thì theo cái nhạc đó và theo cái cung á thì theo nó ảnh hưởng trầm giống như Tú Vũ vậy. Yeah. Ước mong rằng Tú Vũ sẽ trao rồi cũng như góp ý cho em là sẽ gần quý vị nhiều hơn và xin mời quý vị rất là nhiều. Dạ. Dạ là Tương Phước rất là may mắn. Dạ con dạ, là... dạ, em... dạ còn Phước Linh sao em? Sao em ngồi làm dạ. Nên thì em thấy anh Tiến Vũ nói chuyện rất là dễ thương và duyên dáng cho nên là em thích lắng nghe lắm. Dạ. Dạ. Không phải mạnh mà... dạn, mạnh dạn dạ. Duyên dáng. Dạ. Và hôm nay thì Phước Linh rất là hạnh phúc và rất là vinh dự được anh Tuấn Vũ mời vào cái chương trình của bác Lâm Phước. Yeah. Phải nói là Phương Linh rất là thích dòng nhạc của bác. Yeah. Nhưng mà Phương Linh cũng chưa có cái cơ hội nào để hát. Thì dịp này em xin cảm ơn anh đã cho em cơ hội. Không phải cơ hội mà cảm ơn chị Thủy, Vinh Thi. Cũng được. Với anh nữa, ba người em cảm ơn từ từ thôi. Có một lúc thôi mà. Ok, rồi, sao nữa em muốn gì? Và... cái bài hát mà hôm nay anh Tiến Vũ giao cho em mà cái trọng trách, lúc mà em nhận cái bài này em hơi căng thẳng là bởi vì cái bài này nó quá nổi tiếng và tất cả các cô chú các anh chị đã hát hết rồi và rất là quen thuộc với khán giả, thì em cũng rất là cố gắng để tập qua cái bài này và em có nghe anh Tiến Vũ hát và em cũng học hỏi từ anh qua cái bài hát mà Xin Thời Gian Qua Mau mà anh đã hát rất là lâu rồi. Em rất là mê giọng hát của anh lúc đó rất là ngọt ngào. Dạ em Linh anh nói thì không phải là anh cũng như em đó là cái như Tuấn Phước với Mang Tâm á, là cái đó là mình về kinh nghiệm về tập để hát thôi, chứ còn mỗi giọng là cha mẹ cho mình, thành thử là anh cũng không thuế không lấy được và em cũng không lấy được giọng của anh, thành thử em hát cái chỗ nào chứ anh cảm thấy nó thiếu sót thì anh góp ý cho em thôi. Ok, Xin Thời Gian Qua Mau chỉ cần để lâu là mới qua mất mình đó. Dạ, và bây giờ mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Xin Thời Gian Qua Mau của nhạc sĩ Lam Phương. Yeah, ok, xin mời quý vị thưởng thức. Dạ, cảm ơn. Yeah. Đêm chờ và đêm mong
sóng mát đưa tin. Tam mùa đồng cây rừng khô trụi lá, chưa bao giờ một phút sống xa nhau. Thương những đêm trăng tàn soi sớm vắng, đưa nhau về anh viết thành bài ca. Thương những khi chưa hè nghiêng nắng đổ, hát yêu buồn tiếng buồn nhẹ nhẹ đưa. Đêm nay buồn nào hơn đêm nay, khi tình xuân đã úa bụi đời. Nhiều lúc muốn trách móc hay sườn hơn phố phố, chỉ lòng vì cay thơ. Dù rằng sau mưa bão gió hiền hòa lại về, vẫn thấy lòng hoang vu. Cuộc đời là hư vô, buồn ba chỉ sư người, khi mình còn đôi tay. Theo nhận xét của anh á, thì cái bài hát này á, là có nhiều ca sĩ hát rồi, nhưng mà với em á, thì theo như cái anh nghe á, thì như em có cái âm hưởng của chị Thanh Thúy, nữ ca sĩ Thanh Thúy. Thanh Thúy em có cái âm hưởng ở chỗ đó đó. Cái, dạ, thì, ca sĩ Thanh Thúy cũng là một thần tượng của em. Ngày xưa đi học thì thầy cũng có nói là em cũng có chất giọng giống cô Thanh Thúy. Nó có cái âm hưởng của Thanh Thúy, thành thử em ráng tập.
Thành thử anh nghĩ là khán giả sẽ đón nhận mà. Cũng như hồi xưa anh cũng vậy đó, tình thương thôi à, cái hát từ từ thì mới ra thương vụ biết không. Anh em ráng, ủa còn quan tâm sao hè, hồi mỗi khi đi hát chung với anh á thì bận áo dài này tử tế lắm. Mà bữa nay bận áo màu vàng rất là đẹp quý vị đó. Em hai em thấy đẹp không? Đẹp. Ừ. Nhưng mà quần áo này mày trả tiền chưa? Anh thấy không? Em không biết là anh khen em hành có ý gì đây ta. Thường thường anh nói em là bận áo dài tử tế, có nghĩa là hôm nay em quậy quá hả? Không có tử tế à? Không có, đừng để đẹp. Cảm ơn anh. Cũng như là anh Vũ biết không, hôm nay là phải nói thật với quý vị, cũng như anh Vũ á, em á là mê dòng nhạc trữ tình quê hương thì ai cũng biết rồi, khán giả đều quen. Nhưng mà cái buồn của em, phải nói là em buồn nhất luôn á anh, là mỗi lần lên sân khấu đó anh Vũ, em không ăn ảnh. Thật sự khi chụp hình quay phim á, khán giả gặp em ở ngoài, cái này em nói thật mà em cảm thấy khán giả nói đúng. 10 người, 100 người gặp em đều nói chờ Băng Tâm ơi, ở ngoài con chút xíu mà sao video nhìn con đứng quá. Mà em thấy đúng, em không ăn ảnh, cho nên là hễ có cái cơ hội nào đó anh mà em được bận đầm nè, bận đồ trẻ trung, thì em sẽ cố gắng để mà quý vị thấy được cái đời thường Băng Tâm như thế nào. Ít nhất cũng nhìn trẻ hơn, bởi vì khi mình hát dòng nhạc buồn anh biết không, thì mình mặc áo dài rồi thể hiện nó rất là sướt mướt, cho nên là nhìn lớn lắm. Cho nên hôm nay là em cảm ơn anh Vũ. Được trung tâm giao cho một cái chương trình này á, là anh cho em được bận cái áo đầm mà em nghĩ rằng chưa bao giờ. Sao anh cười? Không, em đúng. Trả tiền rồi. Không phải trả, tiền, phải trả tiền rồi. Em nói anh rất hợp lý. Ví dụ người ta nói em không ăn hình phải không? Cái đó anh thích, anh nghe em nói vậy thôi. Thì giờ em ăn cái thằng mà chụp hình á. Bây giờ chị nói cho Tuấn Phước với lại Yến Linh nghe nè. Anh Tuấn Vũ của quý vị biết không? Ở ngoài đời á, Tâm thương anh lắm, cái này Tâm nói thật. Yeah. Anh Tuấn Vũ không những là một ca sĩ rất là nổi tiếng, nhưng mà em cảm thấy em á với Tuấn Phước, Yến Linh rất là may mắn. Yeah. Bởi vì được ngồi chung với anh á, anh là một người đàn anh mà phải nói là quý vị biết, ở ngoài anh Vũ anh tếu lắm quý vị. Hãy tắt camera cái là anh kể chuyện vui anh tếu liền, mà không hiểu sao máy lên cái ảnh rất là nghiêm trang, anh làm cho tụi em nãy giờ ngồi không dám nhúc nhích luôn. Không thôi thì anh Vũ khai trương đi, bây không, giờ anh phải làm không, sao không, cho phải, ba em biết sao, tại vì là mình đi vô trong cái chỗ vòng thâu hay là bất cứ một cái trình diễn nào thì mình rất là nghiêm chỉnh, rồi bận quần áo có nhăn có nheo cái này đó, thì đến khi mình chờ mình lên hát á thì ngồi chờ lâu lắm. Còn như mà Tuấn Vũ được có cái hơn hạnh cái ba này không biết uống rượu. Tuấn Vũ hết rồi thì tôi phải tạo nhiều điều cho nó vui, nó vui xong tôi quên cái mệt mỏi lên sân khấu để trình diễn rất xuất sắc luôn. Hôm nay anh phải vui, em biết sao không? Tự hai đây là hai ca sĩ trẻ mới vô trung tâm, em cảm giác giống như là hai em giống như hồi xưa mà em mới vô đó, khi em gặp đàn anh đàn chị em sợ lắm, tại vì lúc nào cũng nhìn nghiêm trang. Đúng rồi. Nhưng mà anh nó có đặc điểm là rất là dễ thương hòa đồng, thì bây giờ anh phải làm sao cho hai đứa em nó cười rồi không nó cười, tự nhiên chút xíu. Anh dặn ở ngoài ngồi khớp với anh nó đừng có tâm chi. Anh dặn ở ngoài à. Sao anh, mình nói chuyện tử tế chứ, nhà đang có khách. Đang có màn hình, đang có khách phải không anh? Nhà đang có khách, nhà đang có khách. Dạ anh xin lỗi hàng xóm láng giềng. Quý vị biết không, anh Tiến Vũ đó ở ngoài đó, ảnh đi hát á là ảnh lên xấu là ảnh nghiêm, nhưng mà sau khi mà các cuộc sau vui của anh yeah. em đó là ảnh rất là vui, mà ảnh ăn uống ở ngoài thoải mái, nhưng mà Linh biết là ảnh ăn ở nhà kỹ lắm, mà ảnh phải tự làm đồ ăn hết á. Có lần nhớ anh Tuấn Vũ cho mọi người thử món chuối khô của anh Tuấn không Vũ phải, không? Không phải là tại vì không phải là Tuấn Vũ cố ý cái điều đó đâu, nhưng mà tại vì ở nhà nó để chuối nhiều quá, chín nhiều quá không hay ăn. Tôi nghĩ là giữ cái điều đó. Cái sau đây là mời quý vị nghe một nhạc phẩm một mình mà tôi nhớ kỷ niệm hoài trên đường đi về, lái xe đi về. Lúc đó Tuấn Vũ cũng đi nhậu của nhà, đi uống rượu ở nhà của Hương Thủy, nhà vợ chồng Hương Thủy, xong cái nhậu về đi, trên đường đi về qua cái nghĩa địa ở đằng trước là cái nghĩa trang, thì đi về cũng hát cái bài một mình này nè, là xỉn quá rồi, về tới nhà cũng gần đó thôi. Nhưng mà khi mà cái chỗ nó sửa đường á, thành thứ nó tắt đèn, thành thứ đó thì anh nhờ bà cụ thì bà thức khuya lắm, bà đứng đằng trước bà hút thuốc lá, cụ cũng 70-80 tuổi rồi. Bác có thể chỉ đứng đằng trước cho con á, để con thấy đường con chạy vô được không, tại tối quá. Bà nói ừ mày chờ tao đi, tao vô lấy cái thằng binh nè, rồi tao ra tao mới chỉ được. Vừa cầm đi thuốc bà thấy tới đi con, tới đi bên này, tới đụng cái rầm mà nói bà mẹ nó đụng rẫu. Bây giờ mình biết bài này rồi. Anh Tử xin mời quý vị nghe, nhớ là kỷ niệm của chú Lâm Vương cái bài này. Xin mời quý vị nghe nhạc phẩm một mình, nhạc và lời của chú Lâm Vương. Dạ xin cảm ơn. Dạ. Thank you.
mai thức giấc nhìn quanh một mình, ngoài hiên nắng lòe đàn chim giật mình, biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá hạt sương lìa cành, đời mong manh quá kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bóng tắt bình minh, đường xưa quen lối tình dối người mang, tình riêng trăm mối một kiếp đa đoan. Cố tìm tình trong chất ngổn ngang, còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa cho nhau. Sáng trưa khuya tôi nhìn quanh một mình, đường quen không tới tìm nhau ngại ngùng, chỉ vì đời mình chưa có mình mình. Trong chợt ngổn ngang, còn bao lâu nữa khi ta bắt đầu tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa cho sáng trưa khuya tôi nhìn quanh một mình, đường quên không tới tìm nhau ngại ngùng, chỉ vì đời mình chưa có bình minh. Chỉ vì đời mình chưa có bình minh. Wow. Công nhận anh hát mà kiểu em nhắm mắt mà ngồi mà giống như muốn ngủ luôn. Cái đó bọn mình ơi, à, em mà không kìm lòng chắc em rơi nước mắt với giọng hát của anh trong bài hát này. Yeah. Em cảm thấy bác Lam Phương là một người nhạc sĩ mà em không có biết là cái từ để diễn tả một người sĩ tài hoa hơn cái chữ tài hoa đó anh. Những cái nhạc của bác viết khi mà anh hát lên, em nghĩ là không có giọng hát nào mà cái bài Một Mình này mà thành công như anh.
khi mà anh hát á, em ngồi em nghe mà cái tim em nó níu lại từng lời từng chữ của bác. Không thì em nói đúng rồi, thì thời xưa đó thì như là anh Lâm Phương á, có nhạc sĩ Lâm Phương á là từ Việt Nam sáng tác những cái bài nhạc mà rất là đa dạng, rất là màu sắc. Nhưng mà khi giao những cái bài hát đó cho một ca sĩ nào á là trong nước, thì giao cho Thanh Tuyền, Thanh Thúy bất cứ bài nào đó trong nước. Nhưng mà qua bên đây á, thì anh em tụi mình á rải rác khắp nơi, rộng lắm, nó rất là to, muốn đi đâu qua một cái chỗ của cô chú rất là khó khăn. Thành thử vì đó mà anh em mình không gặp được, thành thử em muốn hát thì em hát, thì chú thấy bài đó được rồi chú khen, chú nói ừ con em Tuấn Vũ hát bài này được rồi. Tại vì thời gian nó xa, tại mình ở xa, bên Mỹ nó xa quá, ở Việt Nam nó gần gũi đó, thì chú sáng tác bài này, chú nói ừ chị Thanh Thúy hát cho tôi bài này nha, Thanh Thúy hát bài này thì nó gần gần nhau. Hồi xưa mình đâu có phone viết ở đâu, còn qua đây mình nói chuyện phone được, phải qua phải nghe chú nói sao sao mình mới hát được. À nữa ngày nay mình được hân hạnh, ba bố anh em mình được hân hạnh hát những loại nhạc của chú. Ok anh Vũ, em nói thiệt nha, khi mà anh hát bài hát này đó một mình đó thì em nghĩ là anh phải có nhiều tâm sự lắm mới hát được. Nhưng mà khi gặp anh ngoài đời thì em biết là anh không nhiều tâm sự, mà anh có nhiều chuyện vui. Vậy thì anh có thể nào mà em nói về giọng hát của Tuấn Vũ, anh Tuấn Vũ mà hát hay thì không còn lời gì để nói. Không có, không phải mỗi người hát hay là quý vị khen anh như vậy, nhưng mà anh là cái người phải có trách nhiệm nhìn lại tụi em. Okay. Ồ, nói mới nhớ, anh Vũ nói tới đây mới nhớ. Phước với lại Yến Linh biết không, Tâm đi hát show với anh Vũ ngoài đó, thì cứ thấy anh hay kể chuyện vui như Tâm đã nói, anh rất là vui ngoài đời, thì mình cũng y. Mình lên sân khấu thì mình cứ nhớ những cái chuyện mà anh kể đó, mình lên mình cười. Khó lắm đó nha. Vô trong nghề đó là bước lên sân khấu anh rất là nghiêm, rất là khó. Yeah. Thế mà mình chỉ cần có những cái gì mà không có nghiêm trang chuẩn bị, hay là có một cái gì mà làm cho khán giả mà cái bằng nghĩ là mình không có sự là trân trọng đó, yeah, thì anh sẽ rất là nghiêm. Cho nên anh Vũ á, là bây giờ có dịp á, thì mình cứ gần gũi anh để mà mình... Yeah, thì thật sự là giống như là một cái dịp rất là quý báu. Là vì... riêng em thì Tuấn Vũ là một trong những người mà em thần tượng từ lúc rất là nhỏ. Và hôm nay không ngờ là được một cái dịp rất là may mắn như thế, được ngồi gần bên anh, được hát kế bên anh, mà được hồi nãy được anh cho thử cái áo. Rồi, cái áo rất là đẹp, em rất là mê, nhưng mà cái em không bự phải, quá em mặc. Không phải, là tại vì cái đó là chuyện đó, nhưng mà tại vì biết sao, giống như Ngọc Ngữ, tất cả những ca sĩ khác á, không phải là anh mê, nhưng mà anh là cái người cái như chọn cái màu vải, chọn cái vải mà anh thấy hợp với mắt lên sân khấu sao, thì người ta may giống vậy. Nhưng mà Ngọc Ngữ với anh là cùng cái size, nó nhỏ nhỏ vậy với ông bận vô dừa, thì anh tưởng này cũng giống vậy, đưa cho bạn mua rách cái áo. không ngờ mà không ngờ là lực sĩ Đỗ Thành đúng không anh? Đỗ Thành cũng như cái bài gì rồi em hát, cái bài Biển Tình, thì anh nhớ một câu, cái chuyện này không phải em biết, ở bên Việt Nam mình cái biển rất là ấm, cái gì cũng ấm, nhưng qua bên này rất là lạnh, lạnh lắm. Mà nguyên đám Việt Nam đi tắm ngoài biển gì lạnh, rất là lạnh. Thành thử ra cái thằng kia nó mới nghĩ một câu, nó bây giờ Vũ ơi, giờ tôi nói ông, tôi sẽ làm cho tất cả những cái người mà đi chung với mình xe tắm, mà người đóng lạnh sợ lạnh mà lạnh, nó chạy nó cầm tờ giấy 100 đô á, biết 100 đô không, nó nhảy nước lặn chứ, nó lên nói với mấy tụi anh như nè, 100 đô ướt nhẹp à, tôi nhảy xuống dưới đó tôi gặp thằng tôm thằng cá đó, nó cho tôi 100 đô này, quá đã luôn. Mấy hôm cái gì có tin nhảy xuống tôi bảo đảm có chuyện đó, tôi bảo đảm, mà cái thằng kia nó tức quá đó, để tôi nó nhảy xuống, nó lạnh lắm, chạy nó đúng, mày nói đúng, thằng tôm tép nhắn với tao nói với mày á, chia là tao 50. Nó được 50, thằng cái bớt 50 đúng không? Bây giờ trong cái chương trình anh chọn bài Biến Tình thì hai em mặc quần áo, thì anh đã đồng ý rồi, thì hai em nói chuyện rồi hát bài cho anh với Văn Tâm nghe coi. Thì cho cái bài hát này thì mình chọn cái màu nhung đen. Cái này hình như trùng hợp thôi mà. Đâu có em không, hôm nay không có hưởng được của anh Tuấn Vũ. Không có đi biển không, đâu có chọn quần áo đeo với tím đâu, đi biển tắm thôi. Ok, mời hai bác hát nha. Và sau đây thì Tuấn Phước và Phương Linh xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Lâm Phương, nhạc phẩm được mang tên Biển Tình, xin mời con lắng nghe. Thank you.
trầm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển dòng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước. Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bơm. Trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước. Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng quâng. Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng quâng. Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng. Cảm ơn. Cảm ơn. Hay là tụi em diễn tả cái lời, ok? Mà lần sau ví dụ ở ngoài khi mưa lớn á, anh nhờ tụi hai đem nó hát cái biển nó lặng được không? Cảm ơn Vũ đã chọn cái bài hát rất là vui rất là hạnh phúc cho tụi em. Em rất là hạnh phúc, nhưng mà băng tâm chọn cái áo này, băng tâm hát một bài này không phải là buồn, nhưng mà là theo cái bài. Lúc nào em hát em cười đó. Anh nè, trước khi mà giới thiệu bài hát của em thì anh phải cho em một cái lời khen. Phải nói là hôm nay lần đầu tiên em cũng nghe hai giọng ca mới của trung tâm hát. Phải nói là ngồi gần, chứ còn hát chung thì đi show thì mình có đi chung. Nhưng mà để lắng nghe mà mấy em hát live vậy thì phải nói là đây là những giọng ca triển vọng anh ha. Rất là mùi, rất là tình cảm, và cũng như là thank cô này you. Rất là xinh không đẹp là... Đây là rất là linh cảm nữa. Tâm hơi bị dở cái... Anh với em khen thì anh làm thinh. Còn hai đứa mình khen tụi nó
Nói chọn bài khác là mày chết. Mày khen đó phải không? Anh Vũ nói vậy thôi chứ thật sự. Dạ, và đây cũng là lần anh nói giỡn mà... chơi mà, nói giỡn chơi thôi mà. Kể... Nhưng nghĩ thì cũng được. Nhưng mà anh sợ hai đứa em hát bài này mà không biết ra biển rồi em có biết lội không? Nhưng mà em, thật em sự... biết, em biết chút chút. Dạ, nhưng mà thật sự là hôm nay tụi mình rất là vinh dự được ngồi chung với những người đàn anh, đàn chị. Yeah. Mà đặc biệt là một cô gái rất là phải nói như một nàng công chúa mỗi lần xuất hiện. Cảm ơn Phương Linh rất là nhiều. Đây là một cô gái rất là dịu dàng. Anh Vũ biết không, em có cái tật á, hôm nay khai thiệt luôn á, là em dở, em nói chuyện bị nhanh á anh. Thật sự là em không có muốn, nhưng mà hôm nay ngồi nghe cô Phương Linh nói chuyện á, là em sẽ tập ha, dịu dàng lại thì mới có kép trẻ như vậy hát với mình, đúng không? Không phải em ơi, không phải, tại vì là mình đứng trên sân khấu á, là mình hát á, là cái chuyện đó là mình sẽ nói tâm tình người ta hiểu hơn. Còn ở trong chương trình này á, thì anh chỉ chọn nhạc của chú Lâm Phương. Anh em mình chỉ làm tròn những cái bài hát thôi, chứ mình không phải nói hát tiếng tiếng hay sao, tại vì anh trước là trước. Em giành đâu có được mà em sau anh đâu có giành được đâu. Cảm nhận luôn. Nhưng mà đứa nào cũng chuẩn, đứa nào cũng chuẩn, phải chuẩn ngày hôm nay, nhưng mà tương lai sẽ chuẩn hơn, cảm nhận sẽ hay hơn. Nó có kinh nghiệm rút cho mình. Ok, thí dụ em hát bài này của chú Lâm Phương, nhưng mà tương lai ấy, em muốn làm chương trình đó đó, khi chương trình ai làm thì em hát bài này em rất là chuẩn. Rất là chuẩn, khi em có tâm tình và thông cảm với tụi anh thì đó em làm hát, em hát bài này hay hơn. Thay mặt cho anh chứ không thể để anh hát hoài. Cảm ơn anh. Ok, giờ tới ai Phương Băng để quan tâm nói. Bây giờ anh cho em gì em hát tới đó, tại vì như từ đầu chương trình đó là Trung Tâm Thứ Nghe đã giao cho anh mà. Không, bây giờ đầu đàn mà anh chọn ngày bài ngày buồn giờ cho em hát, em phải không? Buồn không có cười nha. Không hiểu sao ngộ ghê, anh chọn em hai bài rất là thê thảm, nhưng mà thật sự em nói với anh đó, ngày buồn cái đúng tâm trạng của em. Giờ em kiếm cái chết 2000 mà không có tiền thì em mới buồn chứ. Anh, em chuẩn bị hát nhạc buồn rồi anh chọc em sao nhập tâm được đây. Đúng không? Em buồn rồi, không phải cái bài. Nhưng em ký anh trả anh 2000 mà anh lại có 1500 thì phải anh mới buồn. Quý vị ơi, bài này tâm hát mà không nhập tâm là do anh Tuấn Vũ nha quý vị. Em cứ tật nhảy cười, anh cứ chọc em một hồi là em không nhập tâm được đó. Thật ra là anh cảm ơn Vũ một lần nữa nha, đã cho em hát một cái nhạc phẩm mà phải nói rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương. Bài hát Ngày Buồn. Thank you, mời quý vị thưởng thức. Dạ, xin cảm ơn. Dạ. Khóc với sầu còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ, thôi hết rồi ta xa nhau rồi còn gì đâu nữa mà ai ân mình vui mấy lần, giờ thì đớn đau chọn một số kiếp. Anh nói gì, anh hứa gì, anh ước gì, ôi bao nhiêu lời mặn nồng nay gửi về.
sau mình chẳng mong sang giàu, chỉ cần hai đứa bên nhau, chỉ cần hai đứa yêu nhau. Giờ thì cũng yêu mà yêu với mong lòng chết theo giữa nòng pháo cười. Thôi hết rồi anh đã về vui với người, xa nhau muôn đời, buồn này dẫm nát hồn tôi. Xa nhau muôn đời, dầm nát hồn tôi. Wow, wow, wow. Quá. Hay quá. Wow. Cảm ơn anh. Cảm ngày ơn buồn hay quá. Như ngày buồn hay. Yeah. Em lỡ làm không khí hơi buồn, em xin lỗi anh Vũ. Như anh Vũ có thể thay đổi không khí cho tụi em. Thay đổi cảm xúc đâu không anh Vũ? Đâu được, nguyên ngày luôn mà. Mới mấy tiếng sao đổi được chứ. Em sao? Hát nguyên một ngày buồn. Em hát nguyên một ngày nữa mà. Em có ngày buồn. Không, em buồn buồn kệ em, với ba anh em tụi tôi vui đó. Đó. Quý vị này có thấy rõ ràng là anh Vũ á, lúc mà Phương Linh á. Đâu phản bội. Đây nè, đúng đồ phản bội. Lúc Phương Linh với Tấn Phước hát bài Biển Tình á. Hai đứa đang tình tứ không để ý thôi. Chứ thật sự lúc đó anh Vũ đá lông nheo chị Tâm mấy lần. Đá lông nheo chị Tâm hỏi nè. Anh, sao lại anh đá lông nheo em hoài vậy? Không phải đá lông nheo mà anh nghĩ cái bài này anh với một người ca sĩ nó cũng nổi tiếng lắm. Nhưng mà hát cái bài thay vì lên vua hành quân trống vang dồn quan với quân lên đường. Nhưng mà cổ sử lại cổ nói anh với em lên đường cái mà anh làm lạ. Anh cũng khác gì, anh với em lên đường mà tại sao có che con mắt gì, anh hỏi tại sao kỳ vậy, tại nó rớt cái lông nheo á. Anh này, em là tưởng rồi. Em không thấy đường. Này, em biết cái lông nheo mà rớt là cái mắt mình không thấy đường đúng không? Anh với em lên đường. Thì ra là anh nhớ cô đó mà anh không nghĩ tới Bắc Tâm phải không? Thì đó là diễn tả vậy thôi, có thiệt. Thôi kệ, okay. Có đá là vui rồi. Bây giờ còn, và sau đây mời quý vị, không phải mời quý vị nhưng mà mình á, là mình hát những cái bài như Thành Phố Buồn với Tình Bơ Vơ. Cái Thành Phố Buồn là mình hát một mình rồi, Tuấn Vũ hát một mình rồi. Nhưng mà Tình Bơ Vơ thì Tuấn Vũ có quay cho Trung Tâm Thiết Nga với Hương Lan là Tình Bơ Vơ. Nhưng mà mình chỉ hỏi thay mặt cho quý vị, hỏi hai em hát bài này hai em có ý có cái niềm vui gì hay có niềm tin gì em nói cho tụi anh nghe được không? Dạ thì Thành Phố Buồn là một trong những cái bài mà em rất là thích. Của nhạc sĩ Lâm Phương. Thì cũng rất là áp lực tại vì cái bài này đó là cũng có rất nhiều những đàn anh đàn chị đã hát trước rồi. Cho nên là em cũng gắng cố gắng để mà hát trọn vẹn cái bài này. Mà em biết cái ý nghĩa Thành Phố Buồn như thế nào không? Có nhiều người hỏi anh thiệt. Hỏi anh với Thành Phố Buồn, hỏi anh với Thành Phố Buồn như thế nào thì anh hỏi ý người ta Thành Phố Buồn nghe là nói toàn là nghĩ địa không tầm bậy, cái đó không phải Thành Phố, không phải tầm bậy. Nhưng mà sai, Thành Phố Buồn có nghĩa anh em mình đi chơi có những đám tiệc vui ngày này ngày nọ ngày ba ngày, nhưng mà ban đêm á trời mưa lất phất người ta đi ngủ hết yên lặng thành thử chỉ có hai đứa mình à. Nhưng mà nhiều khi có mình anh mà không có cô đó thành thử nó buồn lắm, thành thử là Thành Phố Buồn với đêm buồn vậy đó, nó vậy thôi. Như vậy đó, thành thử nó qua cái Tình Bơ Vơ cũng như một mình nó bơ vơ đó, như vậy thôi. Bây giờ hai em hát để tâm sự cho quý vị nghe nha. Mời quý vị Thành Phố Buồn và Tình Bơ Vơ. Yêu anh hơn và yêu anh mãi, dù phút êm đềm xa xưa nay đã đi vào quyển lá. Trời vào thu Việt Nam buồn lắm anh ơi, mây tim đang dâng cao vời mà tình yêu chưa lên ngôi.
em đâu hay tình ta gian dối để bước phong trần tha hương. Anh khóc cho đời viễn xứ về làm chi rồi anh lặng lẽ ra đi gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Em đâu ngờ có ngày đàn đứt say tơ một phút tim em mơ chọn kiếp anh vương sau nhớ. Nói đi anh cả đời mình đã đi tìm cả đời mình say ước mơ cho ngày mộng được nên thơ cuối cùng là tình bơ vơ. Cho em xin một đêm chăn trối gửi đông cho tàn năm xưa dâng hết cho lần yêu cũ rồi từng đêm nhịp bước cô đơn em khóc cho duyên hững hờ anh chết trong mộng ngày thơ. Xuyên hững hờ anh chết trong mộng. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện gốc thông già. Chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lữ thư chìm dưới sương mù. Quỳ bên em trong góc giao đường, tiếng kinh cầu đẹp mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa. Rồi từ đó chốn phong ba em làm dấu nhà người. Âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia phôi. Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em sỏi đá u buồn. Giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương. Tiến đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu. Tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương, tiến đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu.
rẻ, bền, sang, bóng. Thương hiệu đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Chỉ 11 Mỹ Kim cho một set 3 trong 1, gồm bột Deep & Dub, sơn treo và sơn thường chuẩn cùng màu. Mua trọn bộ 247 màu, được tặng free 5 đèn Hybrid Light, free 4 bộ Color Charts và free shipping. Tổng giá trị quà tặng lên tới hơn 600 Mỹ Kim. Bột Deep mịn, bền, treo và sơn thường dễ sơn, màu sắc chuẩn đẹp, phong phú, đa dạng. Đèn LED mẫu mã hiện đại, dễ sử dụng, sang trọng, mau khô gel và tiện lợi. Hãy liên lạc ngay với tiệm supply gần nhất hoặc website igelbeauty.com hay gọi số 832-553-2200 iGel Beauty, because your salon deserves the best. iGel hiện đang có special promotion, mua trọn bộ 3-in-1 được tặng 1 set quà. Có tới 6 set quà đầy giá trị cho quý vị lựa chọn. Yeah, hai bài nghe rất là hay mà nghe rất là dễ thương. Okay. Thank you. Nó, hai cái giọng của tụi em á hát nhưng mà nó quyện với nhau. Yeah. Qua cái lời bài hát đó, ok. Thì bây giờ những một bài kế tiếp gì, ví dụ người ta hỏi em là tất cả, tiền là tất cả thì em chọn cái nào? Anh hỏi tụi em á, thì em là tất cả, tiền là, em là tất cả. Ừ, em người ta chọn tiền là tất cả thì đúng rồi, cái đó cũng hợp lý. No, Tuấn Phước đó là Tuấn Phước chọn em là tất cả. Còn em chọn tiền phải không? Tiền là tất cả, đúng rồi. Nhưng anh không chọn tiền. Sao nó hỏi em? Em cứ chọn sao tiền là tất cả. Không, em chọn anh là tất cả. Chính xác. Tại vì có anh có em mới kiếm được tiền chứ. No, anh nói thì anh Tuấn Vũ phải cho em nhớ là cái kỷ niệm này nè, là cái chuyện này là có thật. Nhưng mà tự nhiên bây giờ anh nói anh là tất cả thì em mới có cảm xúc. Vô tình mình đang nói cái em nhớ cái ngày đó mà em mới quen anh Tuấn Vũ á, là Linh với lại Phước biết á, thì chị Tâm á, không có nghĩ ra được là ngoài đời anh Tuấn Vũ rất rất là dễ thương tới như vậy. Ảnh tới nhà chị, anh nói là hơn ngày mai á anh lên nhà em á, thì em với anh đi chợ từ cuối tuần, tuần đó là yeah, đúng rồi. Có khi là mình không có đi show á, thì anh sẽ hai đứa em đi chợ cái nấu ăn. Ảnh đâu có biết là Tâm đâu biết nấu ăn đâu, cái cùng cũng dạ dạ đi theo đi chợ đi tính học hỏi. 12 trưa anh gọi em ơi em đâu rồi, anh đang chờ đợi em nè. Lúc đó Tâm đang trên giường còn ngủ. Ôi trời. Xong rồi á thì Tâm mới nói là em mới nói là anh nhớ không, em nói là anh ơi chết rồi, anh đợi em sửa soạn chút xíu nha rồi em chạy xuống với anh liền. Cái anh Vũ nói anh đợi bao lâu nữa em, anh đứng đây anh đợi. Em nói dạ chắc khoảng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng á. Tại vì thật sự á, cái tánh của Tâm quý vị biết là khi nói á thì Tâm nghĩ sao nói vậy, có khi nhiều khi đang nói không có nghĩ trước nghĩ sao mà cứ nghĩ là thường là Tâm sửa soạn đi đâu cũng phải 2 tiếng. Cái anh nói thôi được rồi, đến vô đi chợ. Mà Phước với Yến Linh biết đó là anh dễ thương tới như nè, anh đi chợ hết nha, rồi anh lên nhà Tâm đó, nhà có 6 cái lò như nè. Yeah, anh tự tay anh làm hết, anh mà tới nỗi mà từng người trong nhà đó anh phải lấy từng món, anh bút cho mình cái chén cháo chén mì là anh phải tự tay anh làm cho từng người, anh không cho đụng gì hết. Yeah. Thì em nghĩ rằng hồi nãy em nói thiệt đó anh. Thì anh, đối với em á, anh Vũ là tất cả luôn. Tại giờ Tâm còn độc thân, Tâm nói gì chứ nữa, có bồ có chồng nói nó quýnh chết. Không phải, Tâm nói, không, bằng Tâm nói đúng rồi. Thành thử anh không thiết gì những cái công mà anh nấu nướng đâu. Thành thử đâu, thành thử anh nấu nướng cái này nọ là cũng như em là tất cả, anh là tất cả, nấu nướng ngon lành ngon này nọ. Nhưng mà nó ngủ không vậy, thành thử anh nói thì em ngủ là tất cả. Nhưng mà anh Vũ em hỏi thiệt anh nè, em hỏi thiệt anh luôn đó. Ví dụ gì? Anh có người yêu chưa? Có chứ. Em không bao giờ nghe anh nói dù người yêu hết đó. Tại sao tao phải nói? Nếu tao nói người ta giật thì sao? No, tại vì hồi nãy anh đá lông nheo em, bây giờ em phải điều tra nè. Bây giờ anh nói thiệt với em đi. Không phải. Anh có người yêu chưa? Không phải, anh đá lông nheo, anh nói cẩn thận để rớt lông nheo. Thấy chưa? Nhất định là không có dí ông này được. Hay không? Ok, sau đây mời quý vị nghe một nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương nha. Em là tất cả. Xin mời quý vị thưởng thức, xin cho một đảo tay đi. Yeah. Thua anh suốt đêm thao thức vì em, vì lời giá từ lúc anh ra về, rằng mãi đây anh lại thắm ước gì trọn một đời
là mình luôn luôn có đôi. Anh ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm. Chờ mong sao cho trời sáng mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Sao em ngồi lặng lẽ đi, lòng anh tái tê, hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ. Nhiều lần chung bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết chăng em thương anh nhớ anh tất cả là anh, còn gì đẹp bằng lúc ta xung vầy. Cầu mong sao đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần nhau. Anh tái tê, hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ. Nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa. Sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần nhau. Quý vị vừa nghe là bài hát Em Là Tất Cả. Thì theo như anh hỏi ba đứa em á, mình hát bao nhiêu bài rồi em ha? Dạ, hình như là 9 bài rồi đó. Dạ, 9 bài. Dạ, kính thưa quý vị, là 9 bài hát này thì bốn anh em chúng tôi là cũng như góp đóng góp để nhớ là kỷ niệm của chú Lâm Phương thôi. Chứ còn ngoài ra bốn anh em tôi hát nó rất là không phải hay mà rất là nhỏ nhoi để đóng góp thôi. Còn nhiều người hát rất là hay lắm. Dạ, là cái việc em đồng ý mà. Thì dạ, ý làm sao, ý làm sao nói đi. Tụi mình á là mới hát một phần rất nhỏ phần của nhỏ, nhạc của bác Lâm Phương. Nhờ bác Lâm Phương thôi. Dạ, dạ. Okay. Nhưng mà tụi em cũng rất là vinh dự được hát cái dòng nhạc này là của tất cả các cô chú anh chị đã đi trước hết rồi. Hy vọng là khán giả sẽ đón nhận tiếng hát mới của tụi em và tiếng Phước. Dạ đúng rồi, nếu mà thương tất cả những người ca sĩ trước thì thành thử ra thì xin quý vị thương những người đó, thì nghĩ lại bốn anh em chúng tôi dù nhỏ nhoi nhưng mà quý vị cũng thương nha, để chúng tôi ok. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thì em nghĩ rằng
chắc cho em nói một chút xíu, đó là em nghĩ là Tuấn Phước, Phương Yến Linh cũng không riêng gì em. Tuy là đi trước hai em nhưng mà em cảm thấy rất là cảm ơn Trung tâm Thúy Nga, cảm ơn Tuấn Vũ đã cho tụi em có những cái phút giây như thế này. Quan trọng là em được hát với anh. Em nghĩ là đây là một cái kỷ niệm mà em sẽ nhớ mãi và em sẽ trân trọng điều này. Anh biết. Em đang giọng trầm buồn, anh cứ cái anh biết. Cái anh cái biết là mà. Là nữa anh lớn, không phải anh lớn tuổi rồi em khen Tuấn Phước rồi đâu khen Tuấn Vũ đâu. Tùy nha, không có lãng mạn là đổi thiệt đó, không Tuấn Phước đâu đổi Tuấn Vũ. Hứa rồi vậy. Không đổi Tuấn Vũ mà qua Tuấn Phước. Giỡn chơi rồi, đến giờ anh em giỡn chơi dạ. Dạ à, thì em cũng xin có lời cảm ơn đến anh Tuấn Vũ, chị Văn Tâm, Phương Linh và đặc biệt là Trung tâm Thúy Nga đã tạo điều kiện cho Tuấn Phước có mặt trong buổi Music Box ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì mình sẽ hát cái bài Bước Tâm Thư. Dạ, Bước Tâm Thư, dạ, dạ, dạ. Là lời của Nam Phương. Dạ, gửi thư từ quý vị phải khen Trung tâm Thúy Nga, phải khen anh em đuôi tôi chứ. Dạ, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ. Dạ. Kết thúc chương trình thì cho Phương Yến Linh xin đại diện Trung tâm Thúy Nga cảm tạ các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình Music Box. Và anh em chúng tôi rất là vui và hạnh phúc trong buổi tối ngày hôm nay. Và kính chào tạm biệt và xin hẹn lần tới. Dạ. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Chương trình này được bảo trợ bởi dược mỹ phẩm D1 by Tâm Đoan, iGel Beauty chuyên về các sản phẩm cho ngành nails. Tâm Đoan mở khóa bí quyết của làn da trắng sáng. Nó sẽ tự biết thay đổi cái vấn đề nào đó của riêng cho quý vị, cho nên là nó sẽ chấp tất cả các loại da. Như đã thấy trên đài CBS của Mỹ, sản phẩm D1 bởi Tâm Đoan đã đạt được niềm tin và khẳng định vị trí của mình với một thương hiệu độc quyền hơn 5 năm vừa qua, từ thị trường Việt Nam cho đến thị trường Mỹ. Dạ, căng ra luôn, chính xác luôn, những gì tâm non non và khách review lại nói đó là sự thật. Em nào nám nên mua xài đi. Mình nó sáng ra với lại nó mịn ra, nó căng ra. Thì da rất là mịn, mỏng mà rất là căng, đẹp, còn nám thì hầu như là mình không còn thấy nữa. Mua cái Tâm Đoan thì có thử, thì có uống được một lọ, có đi khám lại bác sĩ về cái đường tiểu á, cái chỗ chạy máu thì nó hết. Thì bác sĩ bảo là cái tế bào nó giảm đi, cái tế bào ung thư ở trong người. À, không phải đi mổ nữa. Bác sĩ rất là ngạc nhiên, tại vì cái lượng máu của ba chị bạch huyết cầu đứng hẳn cái số bình thường. Đêm là nó nhức, ban ngày nó cũng nhức, chỉ uống là bây giờ không đau nữa. Cái bú nó nhỏ rồi, ra khỏi mỏng. D1 Wellness, the difference. 8883766768. Chúng tôi gửi hàng khắp nơi trên thế giới. Tâm Đoan trân trọng kính mời. iGel đẹp, rẻ, bền, sang, bóng, thương hiệu đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Chỉ 11 mỹ kim cho một set 3 trong 1, gồm bột Deep & Dub, sơn gel và sơn thường chuẩn cùng màu. Mua trọn bộ 247 màu, được tặng free 5 đèn hybrid light, free 4 bộ color charts và free shipping. Tổng giá trị quà tặng lên tới hơn 600 mỹ kim. Bột Deep mịn, bền, gel và sơn thường dễ sơn, màu sắc chuẩn đẹp, phong phú, đa dạng. Đèn LED mẫu mã hiện đại, dễ sử dụng, sang trọng, mau khô gel và tiện lợi. Hãy liên lạc ngay với tiệm supply gần nhất hoặc website igelbeauty.com hay gọi số 832-553-2200. iGel Beauty, because your salon deserves the best. iGel hiện đang có special promotion, mua trọn bộ 3-in-1 được tặng 1 set quà. Có tới 6 set quà đầy giá trị cho quý vị lựa chọn.